Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Bảo Lộc phát sóng tối nay gồm những nội dung chính như sau. Gặp mặt giao lưu nhân kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đảng bộ phường Lộc Sơn trao huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho đảng viên. Họp bàn kế hoạch cưỡng chế vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Đình An. Các hoạt động kỷ niệm 33 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Phần cuối chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự Trao gửi tâm tư người thầy. Sau đây là nội dung chi tiết. Vừa qua, tại khu du lịch Thác Đam Ri, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bảo Lộc đã tổ chức buổi gặp mặt giao lưu nhân kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2015. Buổi giao lưu gặp mặt có sự tham gia của lãnh đạo Thành ủy Ủy ban dân, các đồng chí nguyên là lãnh đạo cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể mặt trận của thành phố qua các thời kỳ và đại diện 11 xã phường. Các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc 85 năm qua, từ đó khẳng định vai trò quan trọng của Mặt trận trong công tác tập hợp toàn dân trong các phong trào thi đua yêu nước dưới sự lãnh đạo của Đảng. Phát biểu tại buổi giao lưu gặp mặt, Bí thư Thành ủy Lê Hồng Phùng ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đồng chí nguyên là lãnh đạo, đồng thời nhấn mạnh Mặt trận Tổ quốc các cấp trong thời gian tới cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về nội dung cũng như phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, địa bàn khu dân cư và hộ gia đình, mở rộng khối đại đoàn kết dân tộc, vận động tập hợp, thu hút quần chúng nhân dân tham gia các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động như cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, phường phát triển toàn diện, cuộc vận động vì người nghèo, góp phần đẩy mạnh sản xuất, xây dựng đời sống mới trên địa bàn thành phố. Kỷ niệm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sáng ngày 18 tháng 11, các đồng chí Đoàn Văn Việt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Nguyễn Quốc Bắc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc cùng lãnh đạo các ban ngành đoàn thể của thành phố và phường 1 đã đến dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân tổ 6 phường 1. Là khu vực nằm ở phường trung tâm của thành phố, nhân dân tổ 6 phường 1 đã phát huy tinh thần đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Đến nay, số hộ giàu chiếm 15%, hộ khá 60% trong tổng số 237 hộ. Nhân dân trong tổ đã tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, đóng góp gần 20 triệu đồng cho quỹ vì người nghèo và các loại quỹ khác do địa phương phát động. 11 trên 13 con hẻm được nhựa hóa, bê tông hóa với phương thức nhà nước đầu tư, nhân dân làm công trình. Các phong trào như thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học cũng được ban công tác tổ dân phố 6 chú trọng và được nhân dân nhiệt tình tham gia. Qua bình xét năm 2015, trên 91% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Phát huy những kết quả đạt được, năm 2016, nhân dân tổ 6 phường 1 tiếp tục phấn đấu là một trong những khu dân cư tiêu biểu của phường văn minh phát triển toàn diện. Với mục tiêu xây dựng tổ dân phố, đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa, trên 210 hộ dân tổ dân phố 6 phường 2 luôn phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt các chủ trương chính sách của đảng và nhà nước, cũng như các phong trào cuộc vận động tại địa bàn dân cư. Giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, bên cạnh đóng góp đầy đủ các loại quỹ theo quy định, bà con tích cực đóng góp kinh phí nâng cấp các tuyến giao thông như lát gạch vỉa hè đường Phạm Ngũ Lão và giúp đỡ các trường hợp khó khăn đột xuất, tổ chức vui xuân đón Tết và các ngày hội cho thiếu nhi trên địa bàn. Đến nay, tỷ lệ gia đình văn hóa trên địa bàn tổ 6 phường 2 đạt 94,8%. Sáng ngày 18 tháng 11, Đảng ủy phường Lộc Sơn tổ chức lễ trao huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho đảng viên Bùi Thuẫn, Phạm Lương Hàn và đảng viên Ngô Văn Sơn. Trao huy hiệu Đảng nhằm thể hiện sự quan tâm, ghi nhận của Đảng đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu và cống hiến của các đảng viên trong Đảng bộ đã có thành tích đóng góp vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc, đồng thời động viên tinh thần giúp các đảng viên tiếp tục giữ vững phẩm chất tốt đẹp, tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân.
Tại buổi lễ, đại diện đảng viên được trao huy hiệu cũng đã phát biểu cảm ơn sự quan tâm của đảng và chính quyền, đồng thời hứa sẽ phát huy hơn nữa thành tích trong công tác, lối sống, làm gương để các thế hệ trẻ noi theo. Sáng ngày 19 tháng 11, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trọng Tuấn đã chủ trì cuộc họp bàn kế hoạch cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Đình An tại số 64, nay là số 104 đường Phan Đình Phùng, phường 2. Trước đó, năm 1994, ông Nguyễn Đình An có đơn kiện đòi lấy đường đi vào nhà ông Vũ Huân, đã được thị trấn Bờ Lao tổ chức hòa giải nhưng không thành, được chuyển lên Ủy ban Nhân dân thị xã Bảo Lộc giải quyết. Sau đó, đơn khiếu nại được ông Nguyễn Đình An gửi đi nhiều nơi và đã được chính quyền các cấp, từ trung ương đến địa phương có văn bản trả lời. Đến ngày 24 tháng 5 năm 2012, hộ ông An tự ý đào hố móng để xây hàng rào, lấn chiếm đường đi công cộng tại số 64, có chiều rộng 1,2m, chiều dài 79,2m. Ủy ban Nhân dân phường 2 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Đình An. Mặc dù Ủy ban Nhân dân phường 2 phối hợp với các ban ngành, các tổ chức chính trị xã hội giải thích, vận động việc khắc phục hậu quả, tuy nhiên, hộ ông Nguyễn Đình An vẫn không chấp hành, không san lấp mà tiếp tục đào hố móng và xây dựng tường rào. Qua nhiều lần đối thoại giữa các ban ngành của tỉnh, thành phố và phường 2 vận động thuyết phục hộ ông An tự giác chấp hành tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm, nhưng đến nay hộ ông An vẫn không đồng ý thực hiện. Tại cuộc họp, sau khi trao đổi với các đơn vị lực lượng liên quan, Phó Chủ tịch Lê Trọng Tuấn đề nghị Ủy ban Nhân dân phường 2 phối hợp với Phòng Tư pháp ban hành các văn bản quyết định liên quan đúng trình tự thủ tục pháp lý, phối hợp với đội thanh tra xây dựng trật tự đô thị, xây dựng nội dung cưỡng chế chi tiết, đề nghị các cơ quan đơn vị liên quan có phương án cụ thể để tiến hành công tác cưỡng chế trên tinh thần đảm bảo an ninh trật tự, tiết kiệm và đúng pháp luật. Dự kiến buổi cưỡng chế sẽ được triển khai thực hiện vào ngày 4 tháng 12 năm 2015, theo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trọng Tuấn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Bảo Lộc, phát tại website baoloconline.lamdong.vn. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 19 tháng 11, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức tọa đàm kỷ niệm 33 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu và thầy cô giáo đã cùng nhau ôn lại truyền thống của ngành giáo dục đào tạo, truyền thống tôn sư trọng đạo, tôn vinh nghề dạy học và ghi nhớ công lao của các thầy cô giáo, những người đã có rất nhiều cống hiến cho sự nghiệp giáo dục. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, đến nay, Bảo Lộc có một hệ thống giáo dục tương đối hoàn chỉnh, đa dạng hóa các loại hình giáo dục đào tạo và đầy đủ các ngành học, bậc học, từ mầm non đến cao đẳng. Toàn thành phố có 23 trên 76 trường đạt danh hiệu chuẩn quốc gia giai đoạn 1, tỷ lệ kiên cố hóa trường học đạt 85%. Cũng tại buổi tọa đàm, ngành tiếp tục phát động phong trào thi đua thực hiện có hiệu quả cuộc vận động, phong trào xây dựng, trường học thân thiện học sinh tích cực, mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục nói chung và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo nói riêng. Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi các hoạt động kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại các trường học trên địa bàn thành phố. Trong ngày kỷ niệm 33 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, các thế hệ nhà giáo của các trường Trung học phổ thông Lê Thị Pha, Nguyễn Tri Phương, chuyên Bảo Lộc và Trung tâm Giáo dục Thường xuyên đã phối hợp cùng nhau tổ chức gặp mặt giao lưu. Đây là lần đầu tiên các trường cùng nhau phối hợp tổ chức gặp mặt nhằm tạo điều kiện cho thầy cô các trường giao lưu, cùng nhau trao đổi, chia sẻ niềm vui trong nghề dạy học. Đây cũng là dịp để các cựu giáo chức gặp mặt, chia sẻ kinh nghiệm dạy học và ôn lại kỷ niệm của một thời làm người đưa đò thầm lặng, trang bị hành trang tri thức cho nhiều thế hệ học sinh bước vào đời. Tại buổi lễ, lãnh đạo các trường quyết tâm duy trì và thực hiện tốt công tác dạy và học, đồng thời khẳng định việc giao lưu phối hợp sẽ được 4 trường duy trì và tổ chức hàng năm. Trong những năm qua, trường Trung học phổ thông Lộc Thành đã từng bước lớn mạnh về mọi mặt.
chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên. Hàng năm, tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông đạt từ 95 đến 100%, hơn 60% số học sinh đậu vào các trường đại học cao đẳng trong cả nước. Năm học 2014-2015, trường được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Năm học 2015-2016, hơn 1.000 thầy trò trường trung học phổ thông Lộc Thành tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt gắn với cuộc vận động học tập và làm theo lời Bác và cuộc vận động của ngành. Với sự quan tâm của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng và lãnh đạo địa phương, tập thể Hội đồng Sư phạm Trường Trung học Phổ thông Bảo Lộc đang nỗ lực trong các hoạt động giáo dục của trường. Với chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao, xứng đáng với truyền thống tự hào của ngôi trường mang tên Bảo Lộc, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2015-2016. Dịp này, trường cũng đã tổ chức trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục, bằng khen của Công đoàn Việt Nam cho các thầy đã có những cống hiến cho ngành giáo dục, khen thưởng các cá nhân đã tích cực tham gia vào các phong trào thi đua do nhà trường phát động. Tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Lâm Đồng, lễ kỷ niệm 33 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 diễn ra trong không khí đầm ấm. Toàn trung tâm có 600 học viên học bổ túc văn hóa, trong đó 240 học viên học tại trung tâm, trên 4.100 học sinh nghề phổ thông và 756 sinh viên liên kết đào tạo. Với quyết tâm đổi mới căn bản toàn diện giáo dục theo nghị quyết 29 chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, tập thể giáo viên trung tâm luôn cố gắng nỗ lực học tập, trau dồi chuyên môn, vượt qua khó khăn thi đua dạy tốt, là tấm gương sáng về đạo đức tự học và sáng tạo, góp phần đào tạo những thế hệ tương lai. Tại buổi lễ, sau khi ôn lại truyền thống, ban giám hiệu nhà trường đã trao học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi. Hòa chung không khí chào đón ngày 20 tháng 11, trường Trung cấp nghề Bảo Lộc tổ chức hội thi tiếng hát học sinh sinh viên nhằm tri ân các thầy giáo, cô giáo. Trường Trung cấp nghề Bảo Lộc hiện có gần 1.000 học sinh với 30 lớp học. Năm học 2015-2016, số học sinh tăng 15%. Một số ngành đào tạo của trường đang thu hút đông đảo học sinh sinh viên theo học như may, kế toán, công nghệ thông tin, kỹ thuật chế biến món ăn, điện, thú y, lâm sinh. Năm học 2014-2015, tỷ lệ đậu tốt nghiệp của trường đạt 98%, trong đó có khoảng 75% học sinh sinh viên ra trường có việc làm. Hòa chung không khí kỷ niệm 33 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, sáng nay trường Trung học cơ sở Lộc Sơn long trọng tổ chức lễ kỷ niệm và đón nhận cờ thi đua xuất sắc do Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng trao tặng. Dịp này, trường cũng đã khen thưởng cho các tập thể lớp xuất sắc trong phong trào thi đua do nhà trường phát động vào đầu năm học, trao 20 suất học bổng của nhà trường và bảo hiểm quân đội tài trợ cho các em học sinh hiếu học. Với những thành tích đã đạt được trong những năm học qua, trường Trung học cơ sở Lộc Sơn được Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường Lộc Sơn đánh giá cao, được sự ủng hộ của hội phụ huynh học sinh nhà trường trong tất cả các hoạt động, tạo động lực để tập thể các thầy cô giáo của trường vững tin vào sự nghiệp chồng người. Trong niềm vui của ngày hiến trương các nhà giáo, các em học sinh trường Trung học cơ sở Đại Lào đã biểu diễn nhiều tiết mục văn nghệ, múa, hát đặc sắc, thể hiện niềm kính yêu và truyền thống tôn sư trọng đạo đối với thầy cô giáo. Trường Trung học cơ sở Đại Lào hiện có 17 lớp, 508 học sinh và 44 cán bộ giáo viên, trong đó có 33 giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn. Mặc dù là trường mới thành lập, nhưng tập thể sư phạm nhà trường Trung học cơ sở Đại Lào bước đầu đã đạt được nhiều thành tích cao trong dạy và học. Riêng trong năm học 2014-2015, toàn trường có 7 học sinh tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thì có 6 học sinh đạt giải, là một trong những trường thuộc khối trung học cơ sở đứng đầu toàn tỉnh về công tác đào tạo mũi nhọn. Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, trường tiểu học Nguyễn Trãi lồng ghép tổ chức các chương trình kỷ niệm 25 năm ngày thành lập trường trong niềm vui của thầy cô giáo và toàn thể học sinh. Trải qua 25 năm với không ít khó khăn, thách thức, tập thể giáo viên trường tiểu học Nguyễn Trãi đã nỗ lực vượt qua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giáo dục, góp phần vào sự phát triển chung của phường 2. Hiện nay, tiểu học Nguyễn Trãi là một trong những trường trung tâm của thành phố, tập trung đổi mới phương pháp dạy học theo mô hình VNN và chương trình công nghệ mới, hướng đến việc nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển tính chủ động, tự học của học sinh, tạo tiền đề vững chắc cho các em trong quá trình học tập. Tại trường tiểu học Thăng Long, buổi lễ tri ân nhà giáo diễn ra với các tiết mục văn nghệ do học sinh biểu diễn để kính dâng lên thầy cô như một lời tri ân về công ơn dạy dỗ. Những năm qua, trường tiểu học Thăng Long luôn nỗ lực đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng công tác bồi dưỡng đội ngũ, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, xây dựng cảnh quan môi trường sạch đẹp, đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt và các cuộc vận động lớn của ngành. Nhờ vậy, chất lượng đại trà, chất lượng mũi nhọn ngày một đi lên, chất lượng giáo dục, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của nhà trường cũng là một điểm sáng của ngành giáo dục địa phương.
Tại trường tiểu học Lộc Châu 1, Đảng ủy chính quyền địa phương đã tặng hoa chúc mừng các trường học, bày tỏ lòng tri ân đối với các thầy cô giáo đã không ngừng phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn để từng bước xây dựng và nâng cao chất lượng giáo dục của địa phương. Với những phấn đấu đóng góp trong sự nghiệp giáo dục, trường tiểu học Lộc Châu 1 đã vinh dự được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo về thành tích xuất sắc trong phong trào dạy tốt học tốt năm học 2014-2015. Sáng ngày 18 tháng 11, trường tiểu học Lý Thường Kiệt tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Dương Kim Viên đã đến dự. Trải qua 19 năm xây dựng và phát triển, trường tiểu học Lý Thường Kiệt đã không ngừng phấn đấu đẩy mạnh công tác dạy và học. Đến nay, trường có 100% giáo viên đạt chuẩn, trong đó có 18 trên 22 giáo viên đạt trình độ trên chuẩn, chiếm 85,7%, giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp thành phố đạt tỷ lệ 38%. Về cơ sở vật chất và trang thiết bị trường học, hiện trường có các loại máy tính, đèn chiếu, đàn dạy âm nhạc và các loại đồ dùng học tập cũng như tài liệu tham khảo, sách giáo khoa đảm bảo đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung, phương pháp dạy học theo quy định trong chương trình giáo dục tiểu học mới. Mặt khác, nhà trường luôn duy trì lớp học 2 buổi trên ngày, có 6 lớp học chương trình dạy học mới VNEN. Các hoạt động ngoài giờ lên lớp như thi tìm hiểu an toàn giao thông, hội thi tìm hiểu ngày hội vệ sinh trường học được nhà trường chú trọng. Đến nay, tỷ lệ duy trì sĩ số học sinh đạt 100%, tỷ lệ xếp loại giáo dục học sinh hoàn thành trong 5 năm đạt bình quân 99,5%. Phát biểu tại buổi lễ, ông Từ Ngọc Thanh, trưởng phòng giáo dục và đào tạo thành phố đã ghi nhận những nỗ lực của tập thể giáo viên và học sinh nhà trường, đồng thời mong muốn trường tiếp tục phấn đấu đạt trường chuẩn quốc gia mức độ 2 trong thời gian sớm nhất. Được biết, đây là trường thứ 18 của bậc tiểu học và là trường thứ 28 của thành phố, được Ủy ban dân tỉnh công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Bảo Lộc. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm ngày 20 tháng 11, trong chương trình thời sự hôm nay, xin gửi đến quý vị và các bạn tâm tư của một thế hệ, những người thầy, người cô đã gắn bó với nghề giáo trên nhiều cương vị, ở những ngôi trường khác nhau, góp phần vào sự phát triển chung của ngành giáo dục thành phố. Trước đây, Trung học Phổ thông Lộc Phát là trường có chất lượng học sinh không đồng đều về đầu vào, độ tuổi tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp không cao. Tuy nhiên, kể từ năm học 2012-2013, trường bắt đầu có những thay đổi. Với việc đổi mới phương pháp dạy và học, chú trọng nâng cao chất lượng học sinh, đến nay tỷ lệ tốt nghiệp của nhà trường đã đạt trên 90%. Trong các cuộc thi học sinh giỏi, thi khoa học kỹ thuật, học sinh của trường đều có giải. Những kết quả đó chính là sự nỗ lực không ngừng của tập thể thầy và trò, là những bước đi đúng hướng của lãnh đạo nhà trường với những phương pháp phù hợp đặc thù là một trường vùng ven, tiền thân là một trường bán công, lại nằm trong vùng đồng bào theo đạo. Tập trung xây dựng nền nếp học tập trong học sinh, khơi dậy động lực, tâm huyết của giáo viên, tạo môi trường làm việc thân thiện, từ đó nâng cao chất lượng dạy và học. Với cái tâm huyết của một cái người thầy, và tôi nghĩ rằng là không có học sinh yếu, chỉ có mình chưa có cách để làm cho các em tiến bộ mà thôi. Và tôi tin rằng chính làm cái điều này là mình góp một cái phần nhỏ của mình vào cái đào tạo nguồn lực cho địa phương Bảo Lộc. Thời gian gắn bó với trường cấp 3 Lộc Phát tuy ngắn, nhưng những đổi mới mà thầy hiệu trưởng làm cho ngôi trường này đã tạo ấn tượng tốt, đặc biệt là đối với các em học sinh. Đối với cá nhân em thì thầy Trương là một người thầy vô cùng tận tụy và luôn yêu thương và dìu dắt tụi em ngay từ những ngày đầu mà tụi em bước vào trường. Thầy đã dạy cho em nhiều điều và trong những buổi ngoại khóa thì thầy chỉ không chỉ dạy cho tụi em những kiến thức sâu rộng đơn giản là về việc học mà còn dạy cho tụi em những kiến thức mà bên ngoài nữa. Và cao cả hơn nữa là thầy đã dạy cho tụi em cái cách yêu thương ạ. Và từ những việc đó thì em thấy được là thầy là một người thầy rất là tuyệt vời ạ. Cũng là một giáo viên thuộc thế hệ trước, cô Nguyễn Thị Mai đã nhiều năm đứng trên bục giảng và hiện nay là hiệu trưởng của trường tiểu học Trương Vương. Vào ngành từ năm 1980,
Bắt đầu từ những trường khó khăn của Bảo Lộc, nhưng gắn bó nhất với cô Nguyễn Thị Mai là 17 năm tại trường tiểu học Lộc Sơn 2, khi trường còn rất thiếu thốn về cơ sở vật chất và phụ huynh thì không mấy mặn mà với trường. Đây là quãng thời gian khó quên nhất của cô trong suốt 30 năm giảng dạy. Một cái mơ ước từ ngày đầu tiên mà vào trường sư phạm tới bây giờ thì cũng mong muốn là ở bất kể cái đơn vị nào, ở mái trường nào thì bản thân cũng cố gắng làm thế nào đó để coi như là thực hiện coi như là dạy tốt cho học sinh để có kết quả tốt và làm yên lòng phụ huynh. Năm 2011, được thuyên chuyển công tác về trường tiểu học Trương Vương. Tuy là một trường nằm ở phường trung tâm, nhưng thời gian đó, tỷ lệ tuyển sinh đầu cấp của trường Trương Vương vẫn còn rất thấp. Trăn trở với những khó khăn của trường, cô đã đúng khi tập trung vào việc xây dựng môi trường theo hướng xanh sạch đẹp, được trang bị đầy đủ về cơ sở vật chất, đồng thời thúc đẩy chất lượng giáo dục mũi nhọn của nhà trường để đáp ứng những đổi mới về phương pháp dạy và học ở bậc tiểu học. Tâm huyết của cô được sự đồng thuận của tập thể giáo viên nhà trường, được phụ huynh học sinh tin tưởng, chung tay đưa trường tiểu học Trương Vương thành một ngôi trường uy tín. Với cô, đơn giản, đó chỉ là cái duyên với nghề. Năm học 2015-2016 này là năm học cuối cô công tác trong ngành. Nhưng với những đổi mới ngày càng nhiều của ngành giáo dục thời gian qua, cô vẫn còn rất nhiều tâm tư gửi gắm cho thế hệ giáo viên kế cận. Với cái sự thay đổi như vụ bão của ngành giáo dục, nhiều cái mô hình dạy học có thể diễn ra cùng một lúc. Thì về cái phương diện là những người chuẩn bị về hưu thì thật sự chỉ mong muốn là các thầy cô coi như là cố gắng phấn đấu hết sức mình, vận dụng các phương pháp dạy học phù hợp và quan tâm đến học sinh hơn, để làm sao cái chất lượng không những duy trì mà phát triển được tốt hơn nữa. 20 tháng 11 chính là dịp để ghi nhận và tỏ lòng biết ơn đối với những cố gắng, nỗ lực không mệt mỏi của các thầy cô giáo, những người luôn tâm huyết với sự nghiệp trồng người. Và nhân dịp ngày 20 tháng 11 thì em cảm thấy mình rất may mắn khi mình đã có được một cơ hội để gửi lời chúc đến quý thầy cô của mình ạ. Và điều đầu tiên thì em muốn cảm ơn công ơn mà thầy cô đã dạy cho em. Và để đền đáp công ơn đó thì em xin hứa là em sẽ cố gắng học tập, chăm chỉ rèn luyện đạo đức cho không chỉ ngày hôm nay tại ngôi trường của mình và cho tương lai của mình về sau. Dạ, cũng nhân dịp này 20 tháng 11, em xin chúc quý toàn thể quý thầy cô có một ngày 20 tháng 11 thật vui vẻ. Chúc quý thầy cô luôn yêu nghề, yêu trò, tận tâm và luôn trở thành tấm gương về tài và đức cho học trò nói theo. Chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Bảo Lộc xin được kết thúc tại đây. Để theo dõi lại nội dung chương trình, quý vị và các bạn có thể truy cập website baoloconline.lamdong.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.